Dạ chồng à, bé này không phải là con của con ở trong xóm, tại vì con và chị gái là con tổ chức đi Trà Long hàng tuần vào thứ năm. Thì trong xóm con có chị này, chị bị tiểu đường giai đoạn cuối, chị biến chứng rồi, chị cũng vất vả lắm, có 40 mấy tuổi thôi mà nhìn như là 60 tuổi á. Thì cái em này thì cách đây 2-3 tuần á, em bị sốt ban đêm xong rồi em co giật, đến sáng ra với vài ngày hôm sau là em không thấy đường, em bị bại não luôn, có nghĩa là liệt luôn á. Rồi đi khám bệnh viện nhi thì người ta nói là người ta xét nghiệm, người ta nói chịu thua rồi mang về để vậy thôi, có nghĩa là sống bại liệt suốt đời á, mắt không có nhìn thấy. Thì mấy chị em cũng đi thăm và cũng nhìn thấy điều đấy, cũng chụp hình để lại, cũng không biết là giúp như thế nào. Thì chị gái của con với cầu nguyện lên thánh Augustina mà cái bệnh tình của em như thế này này. Nó bị sao? Nghĩa là bị sốt ban đêm xong cái rồi co giật, rồi em mù không thấy đường luôn, rồi bại liệt luôn, rồi không biết gì hết. Dạ. Thế là chị với thánh như thế rồi nên lòng thương xót Trà Long hàng tuần cũng khấn. Thế là trong tuần vừa rồi tự nhiên cái ra đường thấy chị mẹ của bé này dắt đi ra đường, chị với hết hồn. Thì có chị cũng quên mất là chị đã khấn cho bé như vậy. Thế là Chúa Thánh Thần mới nhắc nhở chị là phải làm chứng. Nhưng mà hôm nay chị đó, chị vẫn công việc gia đình chị trục trặc nên là nhờ em đưa đi. Thì là hôm nay em phải làm tròn cái nhiệm vụ này là đưa bé này lên làm chứng. Rồi con có đạo không? Dạ có, con đạo gốc. Con có một thằng bé này? Dạ có luôn ạ. Ừ. Rồi nó tên là gì, nó nói được chưa? Con tên là gì? Trần Công Duyển. Trần Công Duyển, Duyển mấy tuổi? 13 tuổi. Đã đi học chưa? Đi học rồi. Học lớp mấy? Lớp 6. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy những điều lạ lùng mà có lẽ nhiều người đang là muốn nhìn cho rõ thằng bé đó. Thì đây, nhìn cho kỹ đây, rồi đứng lên trên đó nhìn cho thằng bé đây, mà nó đã bị bại não và nó không nhìn thấy qua một cơn sốt. Và rồi thì người nhà người quen thấy thương quá đến đây cầu khấn cho đứa bé, rồi cũng quên luôn, cũng chẳng nghĩ. Tại vì mình cầu mình khấn xong, phần còn lại là ai làm? Chúa làm. Bây giờ mình cứ bảo Chúa để nhắc chừng Chúa, để sợ Chúa bên Chúa con mới khấn quà đó, nhớ không? Rồi cái tuần sau lại đó, nhớ không, nhớ không? Khấn là đó, lần thứ ba rồi đó. Cần phải như vậy không? Thưa chị em, không đâu. Có nhiều người khấn mà cứ đưa thư khấn, rồi bảo là bỏ vào thùng khấn đi, phải đưa tận tay trang mới được. Tay tôi có là hay gì, tay cái tay bàn tay tội lỗi khoen úa để có là cái gì đâu. Thưa anh chị em, bàn tay của Chúa làm, chứ tôi không có làm cái gì hết. Tôi cũng chỉ như anh chị em tội lỗi yếu đuối như vậy, và tôi chỉ tin một điều duy nhất là Chúa bảo lòng tín thác của con mạnh bao nhiêu thì ơn của ta ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Đó là lời của Chúa nói với Thánh Miếu Faustina và Chúa thực hiện đúng như vậy. Cho nên người đến đây cầu nguyện, cái quan trọng là tín thác. Và đã tín thác như vậy rồi đó, thì tin vào một Thiên Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường. Tin vào một Thiên Chúa mà nói với ta rằng hỡi ai vất vả và cánh nặng hãy đến, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Tin vào đấng ấy, đến với đấng ấy chứ không phải đến với tôi. Đến với ông Trà Long, tôi làm gì mà nâng đỡ, tôi làm gì bổ sức. Sức tôi còn chưa chịu nổi cái gánh của tôi mà làm gì mà nâng đỡ bổ sức đổ cho anh chị em. Nhưng mà tôi chỉ cho anh chị em này đang nặng phải không, đang hết sức phải không, đúng không? Tôi chỉ cho một chỗ, một nơi, một người mà làm được cái công việc đó. Đây đang làm cho thằng bé này mắt nó mở ra được đây, đang làm cho thằng bé này bại liệt đây, đứng dậy đi lại được đây. Đấy, tôi chỉ cho đứng đó mà nói rằng ta sẽ nâng đỡ và bổ sức, không những nâng đỡ và bổ sức mà còn băng bó và chữa lành cho được nữa. Có tí nữa tin không? Đấy, không tin thì nhìn cho rõ đây. Thưa chị em, ta tặng cho con một món quà thật đặc biệt nha. Con cảm ơn cha.
đấng là đã chữa lành cho con, đấng mà nói với con và nói với người mọi người là ai vất vả và gánh nặng thế đến ta nâng đỡ bổ sức cho, ta băng bó và chữa lành cho nữa nếu người tín thác hoàn toàn vào Chúa. Và đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, thì mở coi nha. Mẹ nó bảo mẹ nó rồi đây cho gửi 365 bài giảng cho mẹ nha, về con đưa cho mẹ nhớ không? Yeah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Còn phần con đây kê quạt 100 đức mẹ hiện ra tại Fatima, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông.